Hello tất cả mọi người nha. Hiện tại thì mình đang ở K921 và đang đi kiếm kèo các bạn. Thấy cái DCS đang bị đánh này, Boss Leo Loa loại Loa. Guild này là của như là của Nga. Gấu Nga. Thì nó zero mình. Ở ca này thì nhận xét sơ về ca này. Đang rally còn mình thấy nó rally mình bay qua mình không hóng. Mấy cha này kiểu rất thiên ngoài thấy qua này thì theo nhận xét riêng của mình nha thì ca này có khả là một số bang VN như là VGS này kia cũng cũng ba bốn bang ấy cũng tạm lớn, các bạn nào có điều kiện có thể qua nhưng mà mình nghĩ là hơi khoai nha, tại ở đây có Nga rồi có Trung Quốc nữa, nó thường nó đánh mỏ đó các ôi trời. 8 mở máy lính cũng được nhưng mà ớp là chết rồi. Cái kiểu như nó đánh mỏ nữa nên các bạn không tốt nhất là đừng qua mấy Trung Quốc đó. Đây là nhận xét của mình gã kèo cũng khá là lâu nhưng mà vẫn chưa có kèo 8 mật tư lính. Chung là cái lượng lính này thế này thì khó khó đét lắm ấy. Khó đét thật. Mình qua có mình ơn à. Đấy, hiện tại mình qua có mình ơn thôi. Lâu chục cậu đây, nói chung là cái lượng T4 nếu mà các bạn muốn đét xoay trận là khoảng 1M hơn T4 nha, mỗi loại. Còn tướng đây, cái dạng tướng thế này là chết rồi cậu ơi, để hai con thợ săn thú với lại con kia nhỉ, hai con này là chết rồi. Nói chung là sai sai tướng, sai hai con nhé, với lại thủ lĩnh để con Hydra là chết, không lẽ nào các bạn có thể là để Hydra được. Tại vì Hydra nó không có sẵn, nói chung là không xài được. Còn con kẻ lừa đảo là không luôn. Tại vì kỹ năng của nó là kiểu như không không, nói chung là bạn nào chơi lâu thì sẽ biết. Còn bạn nào là mới chơi thì các bạn là đừng có nhầm lẫn về cái việc tướng thủ thành hay là sao đấy. Chứ thủ lĩnh chúng ta không thể nào mà lựa để Hydra đẩy được, nó chết. Cũng nó cũng tạm thôi các bạn, nhưng mà mình không không nên rồi. Nếu mà chết, nếu mà đậu xanh. Cái gì đây? Oh, Azul, lãnh chúa, 128 sao, nhà, 22 sao, 22 sao nhà, 128, cổ vực. Rồi, mới nó rally thiệt à. Cũng mong nó không có thảm, đợi phải tèo. Thấy mẹ rồi. Toàn này. Kiểu ở qua, mình, qua ở mình lên. Nể mời. Hạt này, đó là nó nhận xét riêng về cái hạt của mình nha, là bản thân hạt mình lính thì nó có nhưng mà trận này không tiếp viện hả, hơi quay bét bị cù bắp, nói chung là bét cù bắp và đá đá khảm cù bắp toàn rồi. Chết rồi, xong rồi, toàn rồi, đi không ra ma chi không biết khổ quá. Nhưng mà mình sẽ không để lộ đồ liền các bạn, nếu mà các bạn cái trường hợp mà như thế này chết như mình rồi, chết thật toàn. Má đồ nó cao nữa, chết rồi. Cái này mà cầu ra T4 thì được, còn nhưng mà nhã hay không mình không biết. Hạt này mình cũng từng ghét một lần mà cháy. Tại vì cái đá hạt này nó bị nó khá là yếu. Đá này mình mới là khảm đá lam luôn. Và bét mình cũng cù bắp nữa. Toàn rồi. Nó mà đi kỵ thì mừng. Nó đi kỵ thì mình mừng. Nhưng mà nó đi mà kiểu như bộ hoặc nó đi bộ thì mình hơi khoai hơi ngán, bộ hoặc cung, bộ cung là mình ngán tại vì mình đến mình nên khả năng khó lắm. Nhưng mà có tay bộ tay năm nữa là hơi mệt luôn với bé dần bé rồi, niệm tôi đi chặt tập này rồi thì có quy trình, nhớ mình rồi đó, mình có làm một cái quy trình dead rally sẵn sàng hết, cứ bình tĩnh thôi các bạn. Nói chung là nó bật rally thì mình cứ bình tĩnh mình chuẩn bị thôi. Ở đây mình sẽ không có tiếp viện. Đầu tiên là các bạn nên kiểm tra về tẩy điểm, giấu các lính nhỏ, những loại lính không cần thiết như là T1, T3 sau đấy, nó tùy theo mỗi các bạn tích huyết thì các bạn giấu loại lính nhỏ hơn. Rồi tẩy điểm, rồi đồ, nếu mà các bạn khoan hay đổi đồ, đó thật. Lộ đồ dễ bị đánh, dễ cháy. Ôi thốn nha, chết rồi, toàn rồi.
cái gì hello chào cậu. Quà hóng không có gì mà hóng, chết rồi. Nói thật là các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, một anh rồi đấy, thấy 297 nãy hơn 300 rồi mà, hơn 400 rồi nhớ ấy, trời thôi chết rồi, không soi được kịp. Tết mình nên là hơi khoai, nên kiểm tra tướng thủ thành thủ lĩnh có nhà không đấy. Bên đây, đây có cây, cây cũng được thôi các bạn, ở cây 91 này cây cũng được, hoặc là có một số có cham nha, vẫn có cham nhưng mà khá là ít. Mình nhận xét sơ sơ về ca này, nhưng mà nói chung là có Trung Quốc và Nga nó cũng khá mạnh, được kinh thường khoảng 800 thôi, hạt 800 là các bạn có thể là lên đường. Mình nhớ nãy có thằng 800M nhưng mà có đồ cham đấy, hoặc là 6X cao, nếu nó rally là rất là phiền. Các bạn muốn qua đây thì phải qua cả hội đồng bang ấy mới chơi lại, còn như mình vậy là chết toan rồi, niệm rồi. Mình đã để sẵn hết rồi, như là lính thì mình giấu rồi, còn tại điểm này kia mình cũng đã làm rồi nên mình không cần làm. Bình thường các bạn sẽ xin thêm tiếp viện với lại xin tướng 60 nha, ở đây thì mình đếch cầm thì có đâu mà cần, có đâu mà cần, cần nhưng mà cũng không có đâu, chết là niệm mà. Giờ cái cầu ra lính đi lính gì thôi à, này mình cũng không đoán được, nhiều lúc nó kẹp các bạn, nó kẹp cái băng đá hay nó kẹp cái gì đấy tùy, mà mình ngán mấy cái băng đá. Ca có VN nha, khá nhiều nên mình nghĩ là không nên qua. Vấn đề về xung đột, có mấy bang VN đang xung đột với nhau nữa, như BL cái đó phần trăm hay gì mình quên tên rồi, đánh mỏ nữa. Nên tốt nhất là các bạn không nên qua 921. Các bạn kêu mình bay đủ ca hết, nhưng mà làm sao mà tôi có di chú được, tôi đâu có nạp đâu. Một cái di chú như có hơn 100.000 à, cái gói di chú 100.000. Nhưng mà mình nói chung là làm cái này vì đam mê luôn. Với lại mấy nay mình sức khỏe mình không tốt, nên mình cũng không đi gà kèo này kia nữa. Rồi mình rất khiên hai con này, trap solo đấy, trời ơi trời, tới không chạy mà. Không bao lâu với anh, cứ từ từ thôi đừng gấp. Nói chung là đét khoảng một cái thôi, hai cái nó không tới đâu. Nhạc này mình 17 mà đứng. Thốn rồi, tập này thốn rồi. Trời trời, tăng tốc luôn kìa, trời ơi, các anh. Ôi trời ơi, đồ nó kìa mấy cha ơi, tương án, đậu xanh cậu. Từ cung rồi niệm nữa. Trời trời, mét 5 nó kìa mấy cha ơi, từ từ, đổi đồ quá đã. Mét rồi, toàn rồi. Mà đét một mình. Đậu xanh cậu, từ từ. Còn một phút. Cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh nào, đậu xanh từ từ. Quá, rồi, 50% lên. Đấy, ok. Bài luôn nè, trời đất ơi. Ôi, không cháy cái đậu xanh. Chấm thám lên lẹ. Nhưng mà nãy nó cũng thám được mình lính mình rồi. Này, nó có cho thám 4 cái nè. Ngon lành, trời nhả 6 lính bà. Ôi, tức cái đồng ngực chưa. Rồi, xong niệm rồi. Lộ, thứ nhất là lộ lính rồi, thứ hai là rồi toàn cũng được, không cháy là được, chết 783k T2 thôi, này chắc là toàn bộ là T2 mình đổi trong bộ này. Ở đây 660 chữ này là không tính nè, không tính cái này nha. Là ở đây còn 150 với lại 400. Đây 150 nè, ở đây 450 nữa, 500 600, vậy là khoảng hơn trăm ca, không tới 200k T2, vậy là mình chết không tới 200k T2, chắc tới không biết, nhưng các bạn có thể là tính lại đi chứ. Rồi đồ đét mình cũng tạm thôi các bạn, nó nhả 6k lên, 6 lính vãi này, nhưng mình đó nó nhả máy bắn đá rồi, xong rồi. Nhưng mà cũng được nha các bạn, cũng ok, khá ok. Máy bóng đá mình lên 200k nó mới còn không đủ. 200k siêu đại pháo rồi đấy, chứ không phải là ít. Đây 17m lính, đét mình lên nó hơi khoai rồi. Nhưng T2 cũng được. Nó mình trừ này, cái đồ này. Nó thật đồ này mình cũng không, mình cũng mừng là mình đã không cháy rồi. Phải luôn.
tôi đã mừng quá trời luôn, trời toát mồ hôi. Ngã 6 lính là hơi buồn, nhưng mà tại bét cái dạng bét mình nó bị cùi đây. Trời ơi trời, cúi luôn mấy cha, cúi luôn thôi, niệm rồi, bét mình nó bị cùi các bạn. Tiểu 4 rồi, ngã 6 lính mới bắn đá rõ ràng. 6 cái máy bắn đá lửa mà đi hại khách khách thú, nhưng mà nó chết khách như là ngon rồi cũng được. T4 là mừng rồi, chung có T4 là mừng, nó kẹp tới 2 nữa, nó kẹp mới tới 2 nữa. Nói chung là đép một mình như thế này là tôi vẫn ổn. Nói chung là các bạn nên đừng đem những cái hạt mà đép chat solo, nói chung là đừng nên cuồng chiến ở ca này mà không có sự hỗ trợ của guild nhé. Đừng nhiều ông cái gặp trap thế này ngon quá, chứ mình gã kè cũng khá lâu đấy, nó mới đánh mình đấy. Xong rồi toàn cũng khá là ok, mình tưởng là mình cháy đấy chứ mọi người. Và họ mình đét tầm hơn xíu, cái thằng đó hơn xíu, nó có trang hơn thằng này, nó độ 6x nhiều nên cũng tạm ổn. Nhà 6 lính là mình hơi buồn, nên là nếu mà bắt tướng thì mình cũng được hấp lại nó tí, gỡ đều tí, nhưng mà thôi hơn 200k tới 2 thì lính lại cũng được, không nhiều đâu. Đấy. Cũng hên xui, bây giờ thánh đường nó gánh khá là nhiều rồi, nên các bạn nào mà có ý muốn test đó thì cứ test thử thôi chứ đừng có ngại. Nhưng mình này là mình không có cố tình mình test, cho cũng ăn may nhiều. Nhưng mà mình thấy cái thanh niên hồi nãy mình thám bên Vesus, mình thấy cái dòng tướng đó, mình để là mình sẽ làm một cái video về tướng, các bạn có thể là cho những bạn mới, tránh cái trường hợp mà các bạn lựa sai tướng hoặc là thủ thành, hay là những một số tướng mà các bạn không nên xài được ấy, mình sẽ làm một clip sau với lại một số cái yêu cầu của các bạn về kiếm đồ này kia đấy, thì mình cũng có hứa rồi, nhưng mà để là mình sẽ làm ở những clip sau chứ hiện tại thì clip này mình thấy mình xong một toàn thấy cũng được nha. Đấy, cũng hơn 35% nhựa khí rồi, còn 34 thôi, cũng hơn 30 đi, được ngon rồi. Còn vậy là cũng ok, nói chung là mình đét cũng tạm thôi. Kỹ năng mình nạt mình nó bị cùi, các bạn thông cảm, nạt mình nó cùi lắm. Ngày này mình mới lên lính thôi chứ đồ cũng chưa có gì. Thôi thì clip của mình tới đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký, bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúc các bạn xem video vui vẻ, cũng như là các bạn nào có đi đét thì đét, cố gắng lên, cố gắng lên nào, chúng ta đừng ngại. Mình cũng khá là lạnh như này, đấy đồ đó. Ôi trời ơi, biết chừng nào tôi lên được trên thế này mà. Chua lắm cơ. Đồ thế này là mình chịu rồi, 6 con lính là mình hơi cay rồi. Đấy, chết 780 mấy người mà. Còn chắc cũng hơn 200. Gần 100, 200 gì đấy. Này 400, này 450, kia 150 nữa. 500, 600 là chết khoảng 180. Mình lụm khoảng 180 thôi, không nhiều. Thôi tạm biệt các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.